đội tuyển Thái Lan đã chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2021 sau khi để bẹp Indonesia với tỷ số 4-0 ở trận chung kết lượt đi. Đẳng cấp của bầy voi chiến tiếp tục được thể hiện khi áp đảo hoàn toàn đối thủ và thi đấu trên chân, ghi những bàn thắng đẹp mắt. Không chỉ tiến gần hơn đến ngôi vương Đông Nam Á, đội bóng xứ chùa vàng còn khiến đội tuyển Việt Nam thêm một lần đau với thắng lợi trước Indonesia. Bên cạnh nỗi buồn thất bại trước đội tuyển Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2021, thành tích đáng nể của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại khu vực cũng bị sô đổ. Theo đó, với trận thắng tưng bừng trước Indonesia, đội tuyển Thái Lan đã vượt qua kỷ lục của đội tuyển Việt Nam để trở thành đội bóng có chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử AFF Cup. Bầy voi chiến chính thức lập cột mốc vô tiền khoáng hậu với 14 trận bất bại liên tiếp ở giải đấu này. Đáng chú ý, kỷ lục bất bại đáng nể của đội tuyển Thái Lan được tính bắt đầu từ thắng lợi 2-0 ở lượt về chung kết AFF Cup 2016 trước chính Indonesia để lên ngôi vô địch giải đấu năm đó. Đến AFF Cup 2018, đội tuyển xứ chùa vàng có 3 chiến thắng, 1 trận hòa ở vòng bảng. Tới bán kết, Thái Lan hòa cả 2 lượt đi và về trước Malaysia. Nhưng do khi đó, giải đấu áp dụng luật bàn thắng sân khách nên việc để Malaysia ghi 2 bàn ở lượt về trên sân nhà Radamangala đã khiến Thái Lan bị loại. Ở AFF Cup 2021, đội tuyển Thái Lan thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng, vượt qua đội tuyển Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về để góp mặt ở trận chung kết. Trước Indonesia, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking thể hiện đẳng cấp vượt trội với thắng lợi 4-0 để chạm một tay vào chức vô địch. Sau trận đấu, huấn luyện viên Polking tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Lý giải sự thành công của đội tuyển Thái Lan, ông Polking tiết lộ nguyên nhân lớn nhất là nhờ vào nữ trưởng đoàn nữ Alpha Lam Sam. Ông nói rằng, Madam Pang, bà nữ Alpha Lam Sam, có những mối quan hệ rất tốt cả trong và ngoài nước. Chính nhờ các mối quan hệ đó, Madam Pang đã dễ dàng tập trung được các cầu thủ tốt nhất lên tuyển. Việc có được một đội hình chất lượng giúp cho Thái Lan dễ dàng khẳng định được sức mạnh của mình. Tại kỳ AFF Cup năm nay, Madam Pang cũng rất chịu chơi khi có nhiều lần động viên, khích lệ tinh thần cầu thủ bằng những lần thưởng nóng với mỗi chiến tích của đội tuyển Thái Lan. Bà cũng là người đứng ra nhận chi trả toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương của thủ thành chắc trai Beothepiromer. Một số thông tin về nữ trưởng đoàn Thái Lan. Madam Pang tên thật là nữ Alpha Lam Sam, tốt nghiệp Đại học Boston, Mỹ. Không chỉ nắm vai trò là trưởng đoàn của đội tuyển quốc gia Thái Lan, hiện nay Madam Pang còn đang là chủ tịch của đội bóng danh tiếng Thái Lan, Thai Post. Ngoài bóng đá, cuộc sống đời tư của Madam Pang được biết đến là một trong những nữ tỷ phú đầy quyền lực khi sở hữu khối tài sản khổng lồ. Không chỉ thế, dù đã 55 tuổi nhưng bà vẫn giữ được một sự trẻ trung đến khó tin với một nhan sắc xinh đẹp, năng động. Trận chung kết AFF Cup lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra sau đây một ngày vào lúc 19:30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên sân vận động quốc gia Singapore. Với cách biệt quá lớn ở trận lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong khó có thể tạo nên một cuộc ngược dòng lịch sử.